50k point rồi. Và chen thì lên là point nó nhiều lên mình cộng nó sẽ dễ. Mình đi một vòng xem. Đó, phê chưa. Ui phải đái. Quá phê, ui rồi. Khá ổn. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên quân game MU ngày mới nha anh em ơi. Thì hôm nay vẫn cứ tiếp tục cái series là mình sẽ test combo các class nha. Thì cái bản mình này là bản season 6.15. Có thể combo được các class nha. Tất cả class đều có thể combo được. Và bây giờ mình sẽ test anh Sum nha. Thì mấy hôm nay là mình có test EF rồi GF rồi DL rồi. Thì mình thấy DL combo khá là khó, cho nên hôm nay mình sẽ test thêm một Sum nữa. Sum hoặc là Tâu thì mình sẽ test lần lượt. Bây giờ mình sẽ tạo một em Sum. Đó. Ê. Ôi. Rồi, combo Sum. Rồi, bây giờ vào. Bây giờ mới vào thì đang level 1 và được có 10k point thôi. Nên anh em phải thoát ra, vào lại. Mới tạo nhân vật đó. Thoát ra vào lại. Là được level 400 nha. Thì mình sẽ reset một lần là sẽ được 50k point. Bây giờ mình sẽ mặc đồ trước đó. Em mua đồ cho Sum và mình mặc trước. Đây. Cách nào đẹp ta. Bây giờ đại set cách này đi. Gen thì đánh lại gen đi. Nói chung là để mặc cho nó đẹp rồi để đi combo thôi. Để test combo thôi. Rồi. Còn thiếu cái gì nữa không? Đủ rồi đó. Đó. Chưa cộng điểm. Cộng tạm để combo nha. À để mặc đồ nha, chút xíu nó lại reset lại mà. Rồi, học skill thuật sư làm nhiệm vụ mới được. What the hell? Thuật sư Evo nha, anh em đánh lệnh làm nhiệm vụ là đánh Evo. Đọc sao viết vậy? Đấy. Rồi. Rồi học xong. Về lo gen mua cái Wing 2.5. Rồi, tình gái rồi. Thì bây giờ là combo. Combo là tin nữa. Combo là anh em dùng skill hút máu này trước này. Đấy. Xong đó rồi đến set. Đấy. Rồi xong đó là đến sốc điện. Đấy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi reset. Đấy, reset là bây giờ là mình có 50k point. Thì chủ yếu là mình test cái cộng vào nhanh nhẹn. Bao nhiêu k để mình combo cho nó nổ đều á. Thôi, add ra thôi. AGI mình chỉ để khoảng 22 đi nha. Tại bên này point nhiều lắm. Cứ hạn point mà. Ít thì 10 thôi nha. Rồi. Ôi cộng gì ép sức mạnh. Cộng nhầm 44k thì thực kệ nó đi. NE hoặc có 14 nè. Không cần đam. Chủ yếu là đang cần test
combo mà. Bây giờ đi ra đi chen cho nó lên cái đó. Còn DK thì bản nào cũng combo thì rành quá rồi. Còn mấy cái class này thì mình chưa có thử cho nên mình phải đi test thử. MG thì ngày trước là chưa đánh đánh một một skill là nó cũng combo, nhưng mà bây giờ là cũng phải dùng 3 skill kết hợp là nó mới combo được. Cho nên MG mình cũng sẽ test thêm MG nữa. Đấy. Xong chơi sốc điện, chen khá là cũng khá là nhanh. Đấy. Con sâu rồi đứng đây quay quay dòng ghê thôi. Đủ 50 để mình lên Ajana lên nhà được. Quái nó trâu mình tập mình test combo nó dễ. Không có ông nào châu châu xíu mình đứng mình combo cũng được. Để xem tỷ lệ có combo với lại cái combo của con sông này nó dễ dễ không. Thì mình thấy EF là dễ nhất đó anh em. EF này combo nổ bùm 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 bùm. EF combo mình nó nổ như cái máy vậy đó anh em. Rồi. Lên đây. Đấy, đang có ông sâu nè, đứng đây nè. Ôi giờ ép. Thử không? Thử luôn nha. Ôi, ui. Đúng bài vậy anh em ơi. Ôi, nó nổ kìa, ui. Ui, bài đấy. Khá là dễ anh em ơi. Ôi. Đấy. Anh em thấy kinh chưa? Kinh chưa? Bài đấy luôn nè. Ôi, bị nó bật lại rồi. Thôi, toan rồi. Mình thử combo thôi mà. Được. Phải có 63 xong mà PK được. Đó. Ui nó combo phê quá. Ôi vậy là sum combo cũng dễ nha anh em ơi. Đó mình thấy sum combo khá là dễ nha. Đó. 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 Phê chưa anh em, thấy nổ phê chưa? Quá phê luôn, mình thấy nó còn combo cộng 22k là nó combo nó nổ hơn cả EF nha anh em ơi. Đó, anh em thấy nó lên không? Mà bị ông này ông đập nè. Con có mình giờ sao mà PK được, tại vì mình đang level thấp mà. Đó. Đó, nổ liên tục luôn. Khá là đều. Combo nhịp nhịp đúng nhịp là nó sẽ nổ. Vậy là điểm vậy là cộng, vậy là đúng nha anh em ơi. 22k nhanh nhẹn là combo là quá đỉnh luôn. Đó. 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 Phê chưa? Đang phê, đang phê. Phê chưa, phê chưa? Đang phê, đang phê. Ui giời ơi. Vãi đái. Phát nào dính, hầu như phát nào dính phát đó đó. Nó bị có hai con nó đập chết. Kệ đây, chủ yếu là test combo nha anh em ơi. Đó. Anh em thấy chưa? Nó khá là đều. Rồi là xôm là combo cũng dễ. Và cộng kiểu này là đúng rồi. Ôi giời, nổ kìa. Nổ vãi đái luôn, nổ mà còn nổ khủng nữa chứ. Đấy. Đó, anh em thấy chưa, nổ chưa. Đó. Đấy. Có kinh khủng. Ôi, nó quay qua nó đập mình. Kệ đi, mấy ông này châu châu mình combo nó bị dễ. Nhà bên này mới vào thì đồ đạc này nó bán cộng 11 trong shop hết rồi. Thì cái bản này là cái bản đồ đạc nó theo chuẩn season. Thì season là 6.15 thì có cái đồ là đồ 14, đồ season 14, season 15 luôn nha anh em ơi. Đó, khá là phê. Thì hôm nay là class này, nó là class thứ tư mình test thì mình thấy khá là ổn nha. Đó, anh em thấy nó nổ chưa? Đó. Đó. Đó, anh em thấy phê chưa? Nhưng mà cộng kiểu này là chưa có đam, tại vì nổ nó vẫn đấy, nhưng mà mình cộng kiểu này là nó hơi
Chủ yếu là mình test cái nhanh nhẹn thôi để cho nó nổ combo thôi. Chứ mà còn để cộng chuẩn là phải thêm vào NE nữa. Sức mạnh thì không cần phải cộng nhiều vậy đâu. Mà mình đang cứ tập combo mà. Thì mới tạo nhân vật anh em reset một lần là được 50k point rồi. Và chen thì lên point nó nhiều lên mình cộng nó sẽ dễ. Mình đi một vòng xem. Đó, phê chưa. Ui, phải đái. Quá phê, ui rồi. Khá ổn. Đấy. Chết ngắt. Chứ là kiếm khói đi, combo cho nó phê thôi. Chứ không phải cộng để đam PK. Mình thấy sum là PK combo khá là ổn nha. Thì lúc trước là có EF. Có vẻ như bên cái bản này là EF với sum là combo khá là dễ. Ôi kìa. Đó. Khó phê luôn. Để nó hồi sinh rồi đó. Đó, nổ khá là đều. Nói. Nhưng mà khói thì nó chết rồi cho nên có combo. Và là đánh vào người lâu chết thì mình dễ combo này. Cậu kiểu này không có đam mấy. Đó, combo thì quá đỉnh. Combo là quá đỉnh luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ... Vậy là mình lại thích thêm một em sum nữa rồi đấy. Nghĩa là nếu mà... Để mình kiếm nguyên liệu để xoay game 3 nếu mà... Đó. Để mình kiếm nguyên liệu xoay game 3 nếu mà nó ra sum hoặc là ra EF hoặc là EF. Mình sẽ chơi mấy class này. Còn MG và sâu nữa mình chưa test combo. Đó. Rồi và sau nữa là mình sẽ test nữa xem mấy class ấy. Ui rồi nó nổ kìa. Nó vãi đái luôn á. Ui. Phát nào dính phát đó nha. Đó. Có đỉnh cao anh em ơi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi chen con này luôn. Ôi. Ôi nó thoát ra luôn à. Rồi để thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Tại mình test chủ yếu là test cái cọc điểm và nhanh nhẹn để cho nó combo nó nổ đều hơn á. Và lại test cái combo xem dễ hay không thôi. Thì mình sẽ làm thêm video về sâu nữa và MG nữa. Thì để làm luôn DK để coi DK bên này nó có thay đổi combo gì không. Thì nếu mà làm xong hết rồi mình sẽ xoay win thì được class nào mà ưng là mình chơi class đó luôn. Rồi video xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.